Thời gian qua, mối quan hệ của Khả Như và Puka vẫn luôn là chủ đề hot để cư dân mạng bàn tán trên khắp các diễn đàn. Giữa lúc này, cả hai bất ngờ có động thái đáng chú ý trên trang cá nhân, khiến dân tình một phen xôn xao. Trong số podcast gần đây với Ngọc Phước, Khả Như đã có những chia sẻ đáng chú ý khi được hỏi về bài học rút ra trong năm 2023. Nữ diễn viên cho biết, năm 2023 cho Như một bài học là nhìn thấu, nghe thấu và hiểu thấu. Mình hiểu nỗi khổ của người ta, hiểu những khó khăn mình đang có, thấu được những thứ mình đáng phải trải qua. Mình nhìn thấu mọi thứ, sẽ không thấy đau lòng hay buồn, mình không cầu cứu hay chấp niệm. Vì thế đối với Như, đó là điều rất quan trọng. Bên cạnh đó, Puka cũng đính kèm chia sẻ đầy ẩn ý sau hành động bị Khả Như unfollow. Cụ thể, trên story ở trang Instagram cá nhân, Puka đã có chia sẻ, dù có ai đó đâm bạn vài dấu kim, bạn vẫn phải vui vẻ và cảm ơn vì biết đâu nhờ dấu kim đó bạn biết thêm nhiều thứ khác. Vừa qua, Khả Như bất ngờ bị soi hành động bỏ theo dõi Puka trên Instagram cá nhân. Hành động này của nữ diễn viên đã khiến nhiều khán giả vô cùng thắc mắc và tò mò. Trước khi nghi vấn rạn nứt, Puka vẫn là tài khoản hiếm hoi được Khả Như theo dõi. Thậm chí cách đây không lâu, netizen còn soi được nữ diễn viên vẫn lưu giữ những khoảnh khắc cùng Puka trong một bạn bè ở Instagram. Hành động bỏ theo dõi Puka của Khả Như khiến netizen nhận định rằng tình bạn của cả hai đã chính thức toang và không còn hàn gắn được. Puka và Khả Như từng là một đôi bạn thân thiết của Vbiz, tuy nhiên cả hai bất ngờ vướng nghi vấn nghỉ chơi khi Khả Như không góp mặt trong đám cưới của Puka và Ghiên Tuấn Kiệt dù được tổ chức ở cả ba địa điểm. Không chỉ vậy, cô cũng không có bất kỳ động thái chúc mừng nào dành cho đàn em trên mạng xã hội. Trong đám cưới Puka diễn ra, Khả Như vẫn cập nhật công việc bình thường trên trang cá nhân. Giữa nghi vấn nghỉ chơi, Puka và Khả Như đã bất ngờ chạm mặt nhau tại đám cưới của diễn viên Phương Lan diễn ra vào ngày 20 tháng 11. Trong một khoảnh khắc, cả hai cũng đã tương tác và trò chuyện đôi chút, thậm chí Puka còn nhắc nhở Khả Như về việc dính son. Sau lần gặp gỡ này, mối quan hệ của cặp chị em lại càng gây thắc mắc. Tính đến hiện tại, Puka và Khả Như đã không còn xuất hiện cùng nhau nhiều như trước và đồng thời cũng hạn chế tương tác. Trước những đồn thổi của cư dân mạng, Khả Như và Puka không lên tiếng bất cứ điều gì và làm rõ sau nhiều lời ra tiếng vào từ cộng đồng mạng. Trong quá khứ, Puka từng thẳng thắn lên tiếng chia sẻ về mối quan hệ với Diệu Nhi và Khả Như. Mọi người hay nhìn nhận là trong showbiz sẽ không có tình bạn thật sự, không hẳn là phía nữ diễn viên hay diễn viên hài gì hết. Nhưng theo Puka, ăn thua ở tính mỗi người thôi. Ví dụ tôi và Khả Như cũng chơi thân với nhau từ đó đến giờ rất lâu rồi, cũng rất là bền. Tôi với Diệu Nhi cũng chơi với nhau xong rồi, mọi người đồn hai đứa là không chơi với nhau, cạch mặt nhau, không có nha. Chúng tôi vẫn chơi với nhau. Đến thời gian gần đây, Puka lên tiếng trải lòng về những mối quan hệ của mình. Thất bại của tôi là về mối quan hệ bạn bè với nhau thôi. Đó là những cái tôi cảm thấy thật sự thất bại. Thấy mình luôn hết lòng với những mối quan hệ xung quanh. Đôi khi mình xem các mối quan hệ đó như người thân, anh chị em ruột trong nhà. Nhưng đôi khi cảm xúc và sự việc người ta đưa đến không đúng như những gì mình mong muốn. Và mối quan hệ đó không còn nữa. Đó là thất bại của tôi.